rảnh mà đi xem cái bộ mặt của mày nhá. Suốt ngày đánh cái Thảo như thế đâu nhá. Mày thích gì hả? Mày thử đánh, mày sẽ đánh cái Thảo một lần nữa xem. Hẹn nhau đi. Này chị em còn làm đánh ấy, nó là mày đánh tao đi. Mày mọi người cũng biết là lý do Thảo bị làm sao đấy. Hôm qua ấy, nó kiểu như nó hùng hổ lên ấy, nó đòi đi đánh con kia. Nhưng lúc đấy mình với Chi thì đang kiểu như mình cũng mới viện về, mệt ở trong phòng ấy, mình không để ý. Thế là một mình nó tự vắt vẹn đánh nhau với con trà xanh đấy, cái con bồ của anh chị đấy. Mà đang có bầu này mà bé nó này nó phang cho đau hết cả đầu với cả bụng kia à, mọi người ạ. Chảy cả máu. Chảy cả máu ấy, nhưng mà lúc đấy lúc đi đêm rồi mình mới biết, mình mới bây giờ sáng ra dậy mình chạy lên phòng mình thấy là nó là mệt, nó không mệt nó không nói chuyện được ấy, nên mình bây giờ mình mới chi tức quá là mình bảo là bây giờ Chi nó biết địa điểm con đấy ấy, thì hôm qua Thảo cũng bảo rồi, thế bây giờ mình sẽ đi đấy mình phang cho con này bay mặt luôn. Nó làm đấy thì nó một trận nữa nó làm gì cái Thảo thì mất ít máu gì thì hôm nay nó cũng phải mất ít máu như thế. Đi hiểu đấy. Rồi alo, mày đang đâu ấy? Tao đứng trước cái cửa trọ chúng mày ấy, mày chúng mày ra đây tao bảo này nha. Nhanh, không phải chần chừ, nhanh lên ra. Mày đánh nó chậm mới được. Mày dám làm gì thẳng như thế à? Lâu quá nhỉ? Các chị lại gặp em làm gì đấy? Mẹ con kia là thích gì? Hôm qua mày làm gì chị? Tao làm gì? Ra. Em làm gì? Mày làm cái gì nó à? Hả? Mày đánh nó chảy cả máu đầu ấy à? Thế bây giờ nó đi ra nó đánh em thì em không được đánh lại à? Hay là em phải ngồi đấy cho nó đánh? Thế mày gan nhỉ? Buồn cười thế nhỉ? Bây giờ nó đánh em không được phép đánh lại à? Mày đi cướp vợ chồng người ta rồi bây giờ mà còn đánh nó à? Em làm cái gì nó? Thừa. Em làm gì nó mà nó bảo là em lừa thằng Chiến rồi lừa tiền này nọ, em lừa cái gì? Thế mà không thấy à, anh Chiến thì về, chắc là mày bảo gì Chiến phải không? Xong rồi lúc anh Chiến về anh Chiến tát nó, đòi tiền nó. Ai bảo cái gì? Từng đi ra đòi đánh người ta. Đánh người ta gì? Mày đánh chị Thảo, suốt đầu mày chán kìa. Thế bây giờ nó đánh em không được phép đánh lại à? Hả? Mày về mày dụ dỗ anh Chiến là lấy cả tiền, lấy cả giấy tờ xe à? Bây giờ mày làm sao? Mày dám phá hại hôn gia đình tao thế à? Chị làm gì mà chị chỉ mặt em đấy? Tao thì chỉ đấy. Này em chả rảnh để ngày nào cũng đi ra cãi nhau với mọi người đâu nhá. Thế tao cũng chả rảnh mà đi xem cái bộ mặt của mày nhá, suốt ngày đánh cái Thảo như thế đâu nhá. Mày thích gì hả? Mày thử đánh, mày sẽ đánh cái Thảo một lần nữa xem. Hẹn nhau đi. Này chị em còn làm đánh ấy, nó là cái gì? Mày đánh tao đi. Mày đánh tao đi. Hả? Ngáo à? Anh Chiến làm sao nhỉ? Không bên nữa sao? Mày gọi đây. Không nữa đây. Mày làm cái trò gì đấy? Đưa ngày mày vặt đấy. Trò gì? Đánh nhau gì ở đây? Em thấy nó đánh Thảo chảy máu đầu ấy kìa. Đi bệnh viện cấp cứu rồi anh thấy à? Chị Thảo mang đánh chị Thảo mang bầu con của anh đấy. Tao láo thì đánh đúng rồi. Láo thì đánh thì đánh lúc đấy, đấy là vợ anh đấy. Nó đánh chảy máu đầu đấy mà anh không nghe được à? Mày đưa lại đây. Hả? Chả sao cả, nó láo thì đi đánh thôi. Thế sao anh bênh bầu anh mà thấy không bênh anh? Anh chẳng bênh ai cả, đúng thì anh bênh thôi. Chứ mày lúc này mày lôi nó ra đây nó đánh nó làm gì? Nó là người lôi Thảo ra đánh ấy. Thì nó đánh em như thế nào ấy, thì em đánh lại nó như thế thôi. Chúng suốt ngày mày bắt nạt nó kiểu nó sẽ đánh cho đúng rồi. Bắt nạt gì đâu đi. Bắt nạt là nào đâu. Mày đừng bắt nạt đi em tao như thế. Mày cút ra. Hôm nay nó không vỡ đầu thì em đéo ở đây. Chị làm nhảy. Nó phải vỡ đầu như cái Thảo thì em mới chịu về. Không thì quay lại xin lỗi nó. Chúng mày như thế này ai mà chịu được. Nó sao anh chị em, anh bây giờ anh thành ra con người nào như thế? Anh chả làm sao cả, mày cứ phải cho nó đánh nó. Rồi mày biết này, cuộc sống của tao ấy, tao không thích cho ai xen vào, hiểu chưa? Mày bảo? Mày không có quyền gì mà xen vào của tao, còn con Chi ấy, mày cầm cái gậy mày đưa đây gậy tao. Em không đưa đây. À, dạo này cuộc kinh rồi cơ. Em đi đánh con này, chắc sợ anh ấy chạy chân nó ra. Tao ở đây. À, ở với nhau đó. Ở nhau cả, kinh rồi. Nhà tao chúng mày không nhà đâu, nhà đó, anh ở đây. Tao nhà anh ở kia mà. Tao về nhà chúng mày đuổi nó đi, bây giờ tao chạy ở đây, ở đâu? Tiền thì không có. Quần áo nó mua ra cho tao mặc. Ôi còn mặc quần áo mày mua ra bộ nó được chưa? Mày đây để làm gì? Đuổi nó đi ra đây làm gì?
Hả? Mày muốn nó ám hoại của Hương Thắng Giao bao giờ nữa? Anh đi với bồ anh, để bồ anh đánh vợ anh, thế mà anh còn bênh nó à? Tao chả bênh ai cả, đúng là bênh thôi. Nó đánh nó láo rồi, nó đi đánh thôi, đúng rồi. Anh qua chị Thảo chảy bao nhiêu máu hôm nay, phải bắt nó đền lại bao nhiêu máu đấy. Mày đánh nó đi. Em đánh nó sao? Đưa lại anh. Bỏ ra. Buông ra. Giờ chạy bọn chó lên. Ngủ nhau công khai cơ. Mày em đứng đây. Cho nó vào đầu mày không? Anh đánh đi. Đừng để nó điên lên. Con trai điên không sao đâu, nhưng con gái điên hơn đấy anh ạ. Mày về xem lại mày đi. Mày với anh Phi như nào, mày ngủ với anh Phi như nào, có con bây giờ mày còn nói tao. Hả? Anh lại lôi chuyện ra làm gì? Thằng chuột nói tao hết rồi. Chúng chỉ bốc phét anh thôi. Bây giờ đồng lão nhau cái gì thì tin với nhau. Mày cứ trông chả tốt đẹp gì đâu mà đừng nói tao. Mày xem lại mày đi. Mày lại thi như nào mày còn nói tao hả? Mày tốt đẹp mày hả? Anh đừng nói. Mày đẹp quá nhờ. Em không phải đẹp hơn anh. Anh ra lại anh đi ra. Mày đứng lại đi.